Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch phấn đấu thì đến ngày 19 tháng 5, Bệnh viện Đa khoa 700 giường sẽ khánh thành, đưa vào hoạt động. Như vậy là thời gian còn lại để hoàn tất các hạng mục chỉ còn gần 3 tháng. Vì vậy mà thời điểm này, chủ đầu tư là Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đang tích cực chỉ đạo, đốc thúc các đơn vị thi công, đẩy nhanh tiến độ. Mặc dù công việc vẫn còn ngổn ngang, song chủ đầu tư và các đơn vị thi công quyết tâm hoàn thành công trình đúng kế hoạch. Đây là hệ thống xử lý nước thải, một trong những hạng mục quan trọng cần phải gấp rút hoàn thành, đảm bảo chất lượng cao để bệnh viện có thể đi vào hoạt động được. Do thiếu nguồn vốn, nên đến ngày 9 tháng 2 năm 2014, hạng mục này mới bắt đầu được xây dựng. Mặc dù bị ảnh hưởng nhiều yếu tố phức tạp về địa chất, thời tiết, song với tinh thần tích cực đẩy nhanh tiến độ, sau một tháng, hạng mục này đã cơ bản hoàn thành. Về cái thời gian là tiến độ á, mà chủ đầu tư với ban A của bệnh viện á là giao cho bên B là chúng tôi làm là rất là đảm bảo. Còn anh em chúng tôi làm đấy thì không có chủ nhật, không có đêm, có nghĩa là trời là rảnh là làm. Sau mùng 9 Tết á, bọn tôi khởi công ngày nay và đến hôm nay thì coi như là chỉ đổ cái mái này xong thì chúng tôi cũng cố gắng làm là trong tháng 4 là phải hoàn chỉnh. Dự án đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa Nghệ An 700 giường bệnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư từ tháng 8 năm 2004. Quy mô 700 giường, nay điều chỉnh lên 1.200 giường, là bệnh viện tuyến tỉnh loại 1, hiện đại, với tổng diện tích sàn hơn 57.000m², tổng mức đầu tư 1.356 tỷ đồng. Qua gần chục năm hoàn tất hồ sơ thủ tục và tiến hành thi công, với nhiều nguyên nhân, giải phóng mặt bằng, thiếu vốn, thay đổi thiết kế, công trình đã chậm hơn kế hoạch ban đầu hơn một nửa thời gian. Hiện tại thì tất cả các cái cơ bản về cái khối lượng xây lắp của các cái hạng mục công trình thì đã hoàn toàn hoàn thành. Hiện nay có những khó khăn cái việc mà tổ chức cho cái trang thực hiện cái thi công, cái trang thiết bị cả khoa phòng thì bọn tôi kết hợp với chủ đầu tư đang tập trung chỉ đạo các cái đơn vị khắc phục khó khăn để làm thế nào để phải đầu hoàn thành từng cái phần một. Hiện tại, 18 phòng mổ đã được bố trí đầy đủ các đầu mối lắp ráp thiết bị, hệ thống cung cấp khí sạch, một số đèn mổ. Nằm trong dự án, phần thiết bị mới sẽ được lắp đặt tại bệnh viện 700 giường là những trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay, được chủ đầu tư đặt hàng ở những hãng có uy tín về thiết bị y tế trên thế giới. Giá trị của gói thiết bị này là 180 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nguồn vốn trái phiếu chính phủ được phân bổ muộn hơn so với yêu cầu, nên đến nay thiết bị vẫn chưa được chuyển về và việc lắp đặt thiết bị đang phải tạm dừng. Song với quyết tâm đưa bệnh viện đi vào hoạt động đúng kế hoạch, lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã có phương án di chuyển, đảm bảo không để hoạt động, khám chữa bệnh của bệnh viện bị gián đoạn và ảnh hưởng đến chất lượng. Chúng tôi đã tổ chức khảo sát, chuẩn bị và những trang thiết bị nào đưa ra trước, trang thiết bị nào đưa ra sau. Duy chỉ có cái điều có những sự trang thiết bị nó đắt tiền, ví dụ như máy chụp mạch, ví dụ như máy cộng hưởng tư thì thời gian tháo dỡ với là lắp đặt mất khoảng 2 tháng. Chính vì vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình mà phục vụ người bệnh, nhưng mà chúng tôi đang cố gắng để chờ những cái trang thiết bị hiện đại của cái gói KfW tức là khoảng 60 tỷ đưa về để lắp trước, có những cái khó khăn thì chúng tôi sẽ cố gắng làm sao vượt qua. Việc sớm đưa bệnh viện đa khoa mới vào hoạt động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tỉnh, đáp ứng yêu cầu cấp bách hiện nay của ngành y tế, phát triển bệnh viện chuyên khoa. Đồng thời sẽ giải quyết được cơ bản khó khăn cho các bệnh viện hiện đang nằm trong khuôn viên của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, khi mà nguồn vốn ngân sách đang rất eo hẹp cho việc xây dựng thêm các bệnh viện mới. Đây là bước khởi đầu khả quan nhất hiện nay cho ngành y tế thực hiện quyết định 97 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về quy hoạch mạng lưới y tế và đề án xây dựng thành phố Vinh thành trung tâm y tế chất lượng cao của khu vực Bắc Trung Bộ.